Xin chào mọi người, mình là Ngọc Thoa, sinh viên truyền thông đa phương tiện đang học tập tại trường Đại học FPT. Thì vừa qua mình đã được trải nghiệm một cái kỳ thực tập tại doanh nghiệp. Thì ở trường mình, cái kỳ học này được gọi là OJT, viết tắt của On The Job Training. Mình được học tập và đào tạo trực tiếp bởi các doanh nghiệp. Và ở kỳ vừa rồi, mình đã được trải nghiệm cái vị trí là cộng tác viên truyền thông sự kiện. Tại đây, mình đã được trải nghiệm những cái thách thức thực sự khi mà làm việc tại một doanh nghiệp, đó là về cách áp dụng kiến thức như thế nào vào thực tiễn. Như tại vì mình ở trường mình học á, thì mình chỉ là được học lý thuyết thôi, và cái việc thực hành cũng khá là kém chuyên nghiệp một xíu. Tại vì nó là sinh viên á, nó không có thực sự là chuyên nghiệp như là những cái công ty ở ngoài. Và khi mà mình được làm việc tại doanh nghiệp, mình biết được là cách làm việc của một công ty, một doanh nghiệp chuyên nghiệp thì nó sẽ như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là mình còn được học tập và trải nghiệm những cái văn hóa công ty khá là vui, khi mà các anh chị thì luôn sẵn sàng hỗ trợ cho tụi mình những cái vấn đề về kiến thức chuyên môn, hay là cả những cái cơ hội được tiếp xúc và làm việc với người nổi tiếng nữa. Ở kỳ thực tập thì mình rất là thích, tại vì mình được trải nghiệm cái việc học mà không phải là trên chữ viết, mà là trực tiếp bắt tay vào làm cái việc đó. Và trong cái kỳ thực tập vừa rồi ấy, thì mình rất là vui và gọi là khá là thích thú mỗi khi mình được đi làm luôn. Tại vì mình được đi làm là mình sẽ được gặp gỡ các anh chị nổi tiếng khác, như là Hoa hậu Vỉa Hè nè, hay là Á hậu Thúy Vân. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều các tiktoker nổi tiếng khác, như là anh Đức Anh Phạm hay là Tây Ba Lô. Trong kỳ OJT mình đã thực tập tại vị trí CRM của công ty Nova FB. Thì công ty Nova FB này là một công ty về food beverage của Nova. Còn mình cũng thực tập ở tại công ty Nova FB ở vị trí content marketing intern. Còn mình thì làm việc tại Daily Group, là một công ty về truyền thông, và mình thực tập ở vị trí content creator. Mình thực tập tại báo Thanh Niên và vị trí là phóng viên của ban Thanh Niên và Cuộc Sống. Cái lần tiết nghiệp nhớ nhất của mình đó là viết phỏng vấn một bạn call folder tại sinh viên trường FPT mà ở Cambridge, Cần Thơ. Thì dự án đó là một dự án thiện nguyện tên là Lá Xanh. Thì mình đã đi cùng với các bạn làm một chuyến thiện nguyện ở đó, và mình muốn một phần là mình muốn lan tỏa hơn cái ý nghĩa của chiến dịch. Và cũng có một điều khá tự hào thì mình là vừa đầu tiên viết cái bài báo để lan tỏa các bạn đến với mọi người nhiều hơn. Tại kỳ học OJT này mình đã được trải nghiệm, mình chắc chắn là cái điều này sẽ giúp ích cho mình trong công việc. Cụ thể như là mình đã được củng cố những cái kiến thức mà mình đã được học từ trường lớp, và mình đã được học thêm những cái kiến thức mới như là lên kế hoạch, sáng tạo nội dung, quay dựng và gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các người nổi tiếng. Ngoài ra thì mình cũng đã tự rèn luyện cho bản thân một số kỹ năng mềm, như là kỹ năng tự quản lý thời gian, tự quản lý công việc, hay là kỹ năng giao tiếp. Và mình tin chắc là khi mà những bạn sinh viên như mình được tham gia những cái kỳ học tập tại doanh nghiệp như thế này thì sẽ có một cái nhìn nhận mới về cái ngành nghề, cái công việc mà mình đang theo đuổi, cũng như là cũng sẽ có một cái kinh nghiệm dày dặn để sau này mình có thể, khi mà ra trường, mình có thể hoàn toàn tự tin bước vào những cái môi trường doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và quốc tế. Ở ngành công nghệ truyền thông thì các bạn sinh viên khi mà các bạn đến cái học kỳ cuối cùng thì các bạn sẽ có làm một cái đồ án tốt nghiệp. Thì cái đồ án tốt nghiệp này sẽ được làm theo nhóm, và các bạn sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là các bạn sẽ chọn một cái vấn đề xã hội đang diễn ra, và các bạn sẽ dùng kiến thức truyền thông để mà và những cái chiến dịch truyền thông để mà các bạn xử lý cái vấn đề xã hội này. Nó có thể là an toàn giao thông, nó có thể là sự mất cân bằng giới tính, nó có thể là về cộng đồng LGBT v.v. Ngoài ra thì các bạn sẽ có một cái lựa chọn khác là các bạn sẽ giải một cái đề toán thực tế cho chính doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp họ sẽ yêu cầu là mình sẽ làm những cái chiến dịch truyền thông để mà visible hơn, tức là hiện hữu nhiều hơn ở trên một cái nền tảng mạng xã hội, hoặc là trên website v.v. Hoặc là các bạn có thể sản xuất phim, làm phim ngắn, và sẽ có các thầy cô là mentor hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn
thực hiện cái đồ án tốt nghiệp này. Và có rất nhiều những bạn sinh viên ngành công nghệ truyền thông đa phương tiện trong quá trình thực hiện đồ án với doanh nghiệp thể hiện tốt, chứng minh được năng lực của bản thân và đã được doanh nghiệp giữ lại để mà làm việc tiếp sau khi mà các bạn đã tốt nghiệp, như là một marketing hoặc là communication full time cho doanh nghiệp. Hiện tại nhóm mình đang làm đồ án tốt nghiệp kết hợp với doanh nghiệp tên là HQJ Coffee School. Thì doanh nghiệp này là một học viện đào tạo nghề barista tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhóm mình có hai hoạt động chính, đó là chạy truyền thông cho doanh nghiệp và chạy sự kiện, sẽ nhắm tới chung một mục tiêu là tăng độ nhận diện thương hiệu của HQJ đến với tệp khách hàng trẻ là từ 18 tới 30 tuổi. Nhóm mình thực hiện đồ án này trong vòng 4 tháng mà hiện tại đang ở giai đoạn tháng thứ 3. Nhóm mình gặp nhau thì do là có một lớp học với nhau xuyên suốt thì vô tình duyên tới thì gặp nhau hợp vào một nhóm thôi. Rồi lúc đầu tụi mình nghe đến trường HQJ ngành cà phê thì cũng hơi có một xíu dè chừng, tại vì tụi mình không có chuyên môn về cà phê. Nhưng mà tuy nhiên thì sau này khi mình nghĩ là đi làm tại agency sẽ không có thể được chọn cái lĩnh vực mà mình thích, nên tụi mình mới quyết định là ok, thử làm ở cái ngành này coi nó có gì mới lạ không, để tụi mình sẽ cùng thử sức coi cái sức chịu đựng và cái khả năng học hỏi của mình tới đâu. Nếu mình gặp khó khăn lớn nhất chắc là về những cái kiến thức chuyên môn ở trong lĩnh vực cà phê, tại vì cái việc mà nhớ những cái thuật ngữ và những cái bước đánh sổ hoặc là rewind như thế nào, thì hoặc đơn giản hơn đó là nhớ tên kỹ từng loại cà phê nó ra sao. Về đồ án thì sau khi mà mình chọn ra một cái chủ đề liên quan về cách mà để khuyến khích tất cả mọi người, tất cả những người trẻ phải sáng tạo những nội dung video ngắn trên mạng xã hội một cách tích cực nhất có thể, các cô và các thầy đã chỉ dạy cho mình rất là nhiều cách để có thể vận hành một cái chiến dịch truyền thông như thế nào. Thật ra đồ án truyền thông nó giống như là một cái mô hình thu nhỏ của những gì mà ngoài xã hội đang diễn ra, và những cái kỹ năng mà mình học được nó rất là có ích cho các bạn sinh viên sau này mà có cái nhu cầu mà dấn thân vào công việc, nhất là công việc về truyền thông và như rất là những cái công việc về sáng tạo. Cái may mắn lớn nhất của nhóm mình đó chính là được làm việc thật sự với một brand, vận dụng tất cả những kiến thức trong cái quá trình học đại học của tụi mình. Thì lúc đầu khi mà học tại trường á, thì nhóm mình cảm thấy là những cái kiến thức kỹ năng á, nó khá là bị sách vở và bài bản, thì sẽ nghĩ là sau này sẽ không áp dụng nhiều. Nhưng mà sau khi ra thực chiến rồi thì mới cảm thấy được là những cái kiến thức đó rất là cần thiết để khi mà mình chạy một cái sự kiện thật sự thì nó giúp ích rất là nhiều. Chẳng hạn như có hai môn học mà nhóm mình áp dụng nhiều nhất, đó là Content Strategy, tức là chiến lược nội dung. Nhờ đó mà nhóm mình có thể biết được là nên viết gì và viết như thế nào để có thể thu hút quảng bá cho doanh nghiệp cũng như là sự kiện. Và đến với sự kiện thì nhờ vào cái môn quản lý sự kiện thì nhóm mình mới có thể hiểu được một cái flow chương trình nó sẽ chạy như thế nào và cần những công đoạn nào, những bước chính nào để có thể tạo nên một cái sự kiện hoàn chỉnh.